Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái kỹ thuật cắt một form tóc layer bung. Thì với một cái tóc bung dựng như thế này thì anh em sẽ cắt nào cho hợp. Thường thì khách không muốn ngắn quá, vẫn muốn để form layer thì mình sẽ cắt moi cái chân. Đó. Anh em một là anh em sẽ lựa chọn một là low fade, hai là tupper. Đó. Thì tupper thì lần trước mình làm rồi thì hôm nay mình sẽ thử làm low fade. Thì việc đầu tiên anh em sẽ xử lý trước nó là mình sẽ đánh cứ 60 ly. Bao ly thì anh em chỉ vẩy thôi, vẩy cái chân lên thôi, vẩy mờ chân lên thôi. Ví dụ như là khách nào yêu cầu layer nhưng mà lại muốn trắng chân thì anh em sẽ lựa chọn cho khách như thế này. Trắng chân nhưng mà trắng thấp thấp thôi, đừng cao lên. Tất cả các vị trí đều phải đánh vẩy vẩy lên. Anh em đừng đẩy như này nhé, đẩy này nó sẽ bị mất màu. Đẩy như thế nó sẽ bị cao lên, anh em sẽ bị dồn màu cao lên. Và mình đặt tông và mình vẩy lên này thôi. Ok, và tiếp theo là mình sẽ đánh 1,5. 1,5 mm đánh thấp thấp ở dưới chân thôi. Quá cao lên chút.
bước cuối cùng đó là anh em sẽ đóng lưới sắt và anh em sẽ đánh cái đường viền này để cho đều đều một chút. Vậy thôi. Vậy thấp thấp thôi. Đấy nhở, cái vị trí này bị hóp sâu, lõm sâu vào nên là bị đen nhiều hơn so với các vị trí khác. Như vậy thì anh em sẽ tỉa một chút, tỉa một chút trước khi anh em cắt tông lược. Anh em xử lý màu tương đối cân bằng màu, đều màu như vậy xong thì anh em cắt tông lược lên. Bây giờ đến cái khâu cắt tông lược, nó là cái khâu quan trọng nhất này. Cái này nó liên quan đến xử lý form toàn bộ. Nếu mà tông lược của anh em mà cắt không gọn gàng thì cái form này sẽ không đẹp được đâu. Anh em phải xử lý làm sao để cắt liên kết được cái phần màu bên dưới. Để cắt đấy như thế, anh em sẽ cây lược chéo và đẩy tông dọc từ dưới góc dưới lên để móc ra để cắt loe. Đó, anh em phải cắt loe như vậy. Đó, anh em đẩy tông như vậy thôi. Còn anh em nào mà cây đứng như này nhá sẽ hỏng form. Và cây ngang như này cũng sẽ hỏng form. Anh em phải móc trước, cây lược chéo thôi, móc từ dưới lên để tạo cái sự liên kết này trước. Xong các bắt đầu anh em xoay lược ngang rồi đẩy tông ngang ở trên này. Anh em đây là do em chưa quen thôi. Cái thành này nó hơi loe thế đúng không? Đúng rồi, đây là kiểu tóc anh em phải cắt hay loe như thế. Chứ nếu mà cắt đứng lên thì nó lại thành một cái form khác rồi. Để tạo cái đường cong ở đằng sau ấy.
vai tôi không ý đó. À vâng. Thì đưa cho ai cầm tí nữa anh em ra. Vâng. Em cảm ơn anh ạ. Vâng, anh vâng. Em gửi anh nhá. Vâng, anh cảm ơn. Anh vừa cắt tóc ở đây à? Không. À không, em mới cắt xong. À vừa mới cắt xong đúng không? Tóc vẫn đang ngắn. À vâng. Em cảm ơn anh nhá. Lộc lá, lộc mùng 1. Bao nhiêu lít đây? 5 lít à? 3 lít ạ. 3 lít à? Đấy anh em cắt tóc cho khách cắt được đẹp ấy, khách hài lòng, khách bo luôn 3 lít nước mía. Thế anh em uống thoải mái, uống cả buổi chiều không hết. Rồi anh em sẽ cắt loe như này nhá, cắt loe ra. Loe tự nhiên một chút, đừng để loe cứng đơ quá. Mái thì chạm đến lông mày là đẹp nhé. Bấm cái mái đều này. Để nếu mà cái phần này lúc nãy anh em mà kẹp lên nhá, thì kiểu gì cái phần khung thành này anh em sẽ cắt đứng lên. Mà cắt đứng lên khi anh em trải xuống nó sẽ bị thò ra ngoài như này, không ôm form được. Và khi anh em cắt liên kết với từ bên dưới lên trên ấy, thì anh em trải xuống này nó vào form luôn, nó không có bị thò ra ngoài, gọn gàng luôn. Bây giờ mình sẽ thấy phần nào dày thì mới tỉa phần đó thôi. Đấy, góc bên này bị dày hơn nên em sẽ tỉa góc bên này thôi. Tỉa này thì anh em tỉa đơn giản thôi nhé, cứ trải xuống không độ, rồi đưa kéo vào bấm rút ra, bấm rút ra. Rất đơn giản như thế thôi. Chủ yếu là mình tỉa cái ngọn thôi chứ còn bên trên nó không có dày quá, không cần phải tỉa bên trên nhiều.